Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Surface Việt Channel. Đánh giá một chiếc máy tính chất lượng, hoàn hảo, không chỉ dựa vào cấu hình chiếc máy đó, mà còn dựa vào những thiết kế và những chức năng chiếc máy đó mang đến cho mọi người dùng như thế nào. Surface Go sở hữu một cấu hình không quá cao, thậm chí được đánh giá là thấp, nhưng người dùng vẫn kéo đến mua thiết bị này rất nhiều. Vì sao lại vậy? Lý giải cho điều này, các bạn hãy đến với những đặc điểm dưới đây nhé. Lợi thế của Surface Go không phải máy tính bảng lai nào cũng có. Đầu tiên, có thể dùng như một chiếc laptop mini siêu mỏng. Nếu là một máy tính bảng bị hạn chế các tính năng và ứng dụng của một chiếc máy tính, nhưng Surface Go lại là một chiếc máy tính bảng lai. Thông qua cơ chế linh hoạt của bản lề, có thể giúp Go gắn thêm bàn phím và sử dụng như một chiếc máy tính xách tay mini. Kích thước màn hình 10 inch với tỷ lệ 3:2 sẽ hiển thị đầy đủ nội dung hơn. Đặc biệt, mẫu máy này được hỗ trợ tốt các phụ kiện như chuột, bút cảm ứng nên chẳng khác gì một chiếc máy tính siêu nhỏ, giúp làm việc và học tập tốt hơn. 2. Chiếc tablet chạy Windows 10. Vì là thiết bị của Microsoft nên việc trang bị Windows 10 là chuyện đương nhiên. Lợi thế của hệ điều hành này là kho ứng dụng có thể giúp ích cho người sử dụng trong nhiều công việc. Đặc biệt, các ứng dụng Office để làm việc văn phòng luôn được hỗ trợ. Cho dù là sức mạnh của Go chỉ ở con chip CPU Intel Pentium nên không dùng được các ứng dụng nặng về đồ họa, nhưng lại thừa sức để làm việc văn phòng, giải trí, lướt web cực mượt mà. Là chiếc máy tốt nhất cho những người dùng hạn hẹp về mặt tài chính. Nếu bạn đang tìm một chiếc máy tính bảng có giá cực rẻ, thì Surface Go chính là lựa chọn hợp lý dành cho bạn. Mức khởi điểm của chiếc máy này là 399 USD, chưa bao gồm các phụ kiện như là bàn phím Tile Cover, bút Surface Pen hay bất kỳ phụ kiện nào khác. Mức giá này thì phù hợp với túi tiền của rất nhiều người. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm một khoản kha khá khi sở hữu một chiếc máy tính bảng đa nhiệm. Với tất cả những gì ưu điểm trên thì chắc chắn mọi người sẽ thấy được chiếc máy này là một sản phẩm khá tốt với mức giá này. Ngoài ra, trên Surface Go còn trang bị cổng USB Type-C rất tiện dụng và phổ biến hiện nay, hơn hẳn các dòng Surface khác không được trang bị cổng này. Với những đặc điểm trên, chẳng cần phải để ý đến cấu hình của Surface Go, mẫu máy này cũng đã đủ sức chinh phục khách hàng. Một lợi thế của Go là được rất nhiều các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên vào năm học mới, lựa chọn nhiều để phục vụ cho quá trình học tập. Mức giá của Go sẽ luôn khiến các bậc phụ huynh hài lòng và chắc chắn sẽ sẵn lòng chi cho con mình một thiết bị trợ giúp học tập thật tuyệt vời này. Hiện tại, Surface Go có mặt tại hệ thống cửa hàng Surface Việt với nhiều mức cấu hình khác nhau và có thêm bản LTE cực linh hoạt. Người dùng sẽ không khỏi bất ngờ với chiếc máy này. Hãy liên hệ để lắng nghe chi tiết về thông tin máy cũng như mức giá vào thời điểm hiện tại nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!